Sáng ngày 12 tháng 6, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho Chi cục thi hành án huyện thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành án, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Tính đến 31 tháng 5 năm 2024, tổng số việc giải quyết là 1036 việc, ủy thác 2 việc, đã giải quyết xong 606 việc bằng 16 tỷ 291 triệu 531 nghìn đồng, số việc chuyển kỳ sau 428 việc. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các vụ việc khó khăn, phức tạp thi hành án, kế hoạch thực hiện đối với các vụ việc được tỉnh ủy giao như, vụ bà Lê Thị Sản xã Bình Dương phải trả cho ông Nguyễn Văn Thư, chú tại tỉnh Yên Bái ba gian nhà và 198,3 m vuông đất thổ cư, vụ việc ông Nguyễn Văn Thành phải trả lại đất cho ông Trung Văn Thơm ở thôn Hạ Chuế, xã Kim Xá thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích khó khăn, xác định phương án tuyên truyền, cưỡng chế để giải quyết dứt điểm các vụ việc, biện pháp cưỡng chế các vụ việc, công tác tuyên truyền vận động thuyết phục đối tượng và người thân của đối tượng, công tác nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Nam ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện yêu cầu tri cục thi hành án dân sự huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu đánh giá đúng tình hình, xác định biện pháp thi hành án, chủ động tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân huyện ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện phương án giải quyết các vụ việc hoàn thiện kế hoạch chi tiết lộ trình thi hành án các vụ việc phức tạp lấy tuyên truyền vận động thuyết phục là hàng đầu kiên quyết xử lý các đối tượng không chấp hành quy định của nhà nước đảm bảo hồ sơ cưỡng chế chặt chẽ có tính khả thi cao lực lượng công an huyện nắm chắc tình hình an ninh trật tự xây dựng phương án đảm bảo an toàn người và phương tiện tham gia cưỡng chế xử lý nghiêm minh các đối tượng chống đối cuộc cưỡng chế